kính chào quý vị đến với bản tin ngày 25 tháng 9 trên kênh Culture Channel. Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính của Hoa Khôi, đã được trả tự do bởi tòa án PC sau khi đạt thỏa thuận khoản truy tố với chính phủ Hoa Kỳ. Trung Quốc phóng thích hai công dân Canada là Michael Kovrig và Michael Sparver sau khi bà Men Wan Châu được trả tự do và lên máy bay trở về Trung Quốc. Những cam kết chi tiêu lớn của Thủ tướng Trudeau có thể thúc đẩy lạm phát vốn đã nóng đỏ tại Canada cư dân của First Nation ở Ontario bị tiêm vaccine Pfizer đã hết hạn cho gần một tháng. Các phòng ICU quá tải của Alberta làm việc gần hết công suất hỗ trợ quân sự đang được triển khai. New Brunswick kích hoạt lại tình trạng khẩn cấp khi tỉnh báo cáo số ca COVID-19 tăng kỷ lục. Trái rừng diện rộng tại PC gây thiệt hại lên tới 77 triệu đô la, theo Cục Bảo hiểm người đàn ông toronto bị bắt với sách hướng dẫn chế tạo bom và tác phẩm văn học về al Qaeda trên điện thoại hàng ngàn người trên toàn thế giới phối hợp tham gia biểu tình chống biến đổi khí hậu đồng bitcoin và ethereum trượt dốc khi trung quốc tăng cường đàn áp tiền điện tử tổ chức di dân quốc tế của liên hợp quốc yêu cầu brazil tiếp nhận người haiti ở biên giới hoa kỳ mexico triều tiên sẽ đàm phán trở lại nếu hàn quốc chịu loại bỏ tiêu chuẩn kép Việt Nam phản đối việc máy bay của Trung Quốc hạ cánh trái phép trên quần đảo Trường Sa. Việt Nam sản xuất thành công vaccine Sputnik V. Tuấn Liêm cùng biên tập viên Sammy Hoàng xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị tới đây để theo dõi bản tin hàng ngày của Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Để ủng hộ cho chương trình này, kính mời quý vị bấm like, comment và share. Xin cảm ơn quý vị. Sau đây, Sammy Hoàng sẽ mở đầu với bản tin chi tiết. Bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính Huawei được trả tự do bởi tòa án BC sau khi đạt thỏa thuận hoãn truy tố với chính phủ Hoa Kỳ. Quyết định của thẩm phán để trả tự do cho bà Mạnh được đưa ra chỉ vài giờ sau khi giám đốc điều hành Huawei đạt được thỏa thuận giải quyết các cáo buộc chống lại bà tại tòa án Hoa Kỳ. Nếu bà ấy tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận, các công tố viên Hoa Kỳ cho biết tất cả các cáo buộc chống lại bà Mạnh sẽ bị bác bỏ, mở đường cho việc trả tự do cho bà Mạnh là một phần trong thỏa thuận đó, tại một tòa án Hoa Kỳ hôm thứ Sáu, bà Mạnh đã không nhận tội đối với nhiều cáo buộc gian lận. Giám đốc tài chính Huawei đã bước vào một thỏa thuận nhận tội trong một buổi xuất hiện trực tuyến tại phòng xử án ở New York. Bà đã bị buộc tội gian lận ngân hàng, lừa đảo ngân hàng và âm mưu thực hiện hành vi gian lận ngân hàng và chuyển khoản hơn 2 năm rưỡi trước. Ông David Kessler, một luật sư của văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho quận Eastern của New York, nói với tòa án rằng thỏa thuận truy tố hoãn lại DPA đã đạt sẽ kéo dài 4 năm kể từ thời điểm bà Mạnh bị bắt vào ngày 1 tháng 12 năm 2018 đến ngày 1 tháng 12 năm 2022. Bản sao của thỏa thuận vẫn chưa được công khai. Ông Kessler nói rằng nếu bà Mạnh tuân thủ các nghĩa vụ của mình, Hoa Kỳ sẽ tiến tới bác bỏ các cáo buộc chống lại bà ấy vào cuối thời gian trì hoãn. Nếu không, bà Mạnh vẫn có thể bị truy tố. Ông Kessler cũng nói rằng một khi thỏa thuận DPA được đồng ý, Hoa Kỳ sẽ ngay lập tức nói với Bộ trưởng Tư pháp Canada rằng họ sẽ rút lại yêu cầu dẫn độ. Thẩm phán quận Hoa Kỳ Anne Donnelly cho biết bà chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận. Chiều thứ Sáu, Phó Chánh án Tòa án Tối cao BC, bà Heather Holmes đã chính thức kết thúc thủ tục tố tụng tại Canada, ký lệnh hủy bỏ yêu cầu dẫn độ của Hoa Kỳ và bãi bỏ điều kiện tại ngoại của bà Mạnh. Trong một tuyên bố truyền thông đưa ra vào tối thứ Sáu, Bộ Tư pháp Liên bang xác nhận rằng bà Mạnh Vãn Châu được tự do rời khỏi Canada. Canada là một quốc gia pháp quyền, tuyên bố cho biết. Bà Mạnh Ván Châu đã được bảo đảm một quy trình công bằng trước tòa án theo quy định của pháp luật Canada. Diễn biến ngày hôm nay có thể đánh dấu một giai đoạn mới trong mối quan hệ căng thẳng giữa chính phủ Canada và Trung Quốc. Bà Mạnh, 49 tuổi, bị bắt tại sân bay quốc tế Vancouver vào ngày 1 tháng 12 năm 2018 theo yêu cầu dẫn độ của Hoa Kỳ với cáo buộc rằng bà đã nói dối một chủ ngân hàng Hồng Kông vào tháng 8 năm 2013 về việc Huawei kiểm soát một công ty con bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran. Vài ngày sau, hai người đàn ông Canada là Michael Spavor và Michael Kovic đã bị giam giữ tại Trung Quốc trong một hành động được nhiều người coi là hành động trả đũa của Bắc Kinh đối với Canada. Cả hai người đàn ông đã bị buộc tội gián điệp. Ông Spavor bị kết án 11 năm tù, ông Kovic vẫn đang chờ bị kết án. Thủ tướng Justin Trudeau đã gọi các cáo buộc này là ngụy tạo. Ngay sau khi bà Mạnh được tòa án tối cao PC tuyên bố trả tự do khi đạt thỏa thuận khoản truy tố với chính phủ Hoa Kỳ trong sớm ngày thứ Sáu, bà Mạnh đã lên máy bay rời sân bay Vancouver để trở về Trung Quốc vào 7 giờ 30 tối cùng ngày. Ngay sau đó, Thủ tướng Justin Trudeau được biết Michael Kovrig và Michael Spavor đang trên đường trở về Canada sau hơn 1.000 ngày bị giam giữ ở Trung Quốc. Thủ tướng Justin Trudeau cho biết hai công dân Canada đã lên máy bay vào lúc 7 giờ 30 tối thứ Sáu giờ Toronto cùng với đại sứ Canada tại Trung Quốc là ông Dominic Barton. Hai người đàn ông này đã trải qua một thử thách khó khăn không thể tin được, thủ tướng Trudeau nói. Thật là tin tốt cho tất cả chúng ta là họ đang trên đường trở về nhà với gia đình. Các chuyên gia cho biết rằng thời điểm thả hai người đàn ông này đã làm rõ ràng mối liên hệ với việc bắt giữ bà Mạnh. Ifthibergian, giáo sư khoa học chính trị đại học tại British Columbia, chuyên gia về quan hệ Canada-Trung Quốc cho biết: Chúng tôi luôn biết rằng hai vụ việc có mối liên hệ với nhau, chỉ là không ai muốn nói to ra. Và tuy nhiên điều này cũng cho thấy các nhà ngoại giao đã làm việc chăm chỉ như thế nào sau những cánh cửa đóng kín. Đó là lý do tôi nghĩ tại sao chúng ta cần thấy đại sứ Barton đi cùng trên máy bay. Thủ tướng Trudeau không cung cấp thêm chi tiết về cách thức mà họ đã bảo đảm cho quyền tự do của hai công nhân Canada là Kovrig và Spavor. Trong buổi họp vào tối thứ sáu, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết, trong khi sự việc đang diễn ra và tôi không thể chia sẻ quá nhiều chi tiết. Những cam kết chi tiêu lớn của Thủ tướng Trudeau có thể thúc đẩy lạm phát vốn đã nóng đỏ của Canada. Thủ tướng Justin Trudeau có nguy cơ làm tăng thêm lạm phát đang nóng đỏ của Canada hơn nữa nếu như thúc đẩy các kế hoạch chi tiêu được vạch ra trong chiến dịch bầu cử. Điều này có thể gây áp lực đến Bank of Canada phải tăng lãi suất sớm hơn kế hoạch. Đảng tự do của Thủ tướng Trudeau đã cam kết chi 78 tỷ đô la Canada, tức 61,6 tỷ đô la Mỹ, trong khoản chi tiêu mới trong 5 năm, chiếm khoảng 4% GDP, tổng sản phẩm quốc nội. Còn sau đó sẽ cộng với 101 tỷ đô la Canada chi thêm trong 3 năm mà đã được thông qua trong ngân sách hồi đầu năm nay. Kết quả bầu cử tạm thời cho thấy, Đảng Tự do sẽ tiến tới một chính phủ thiểu số khác, buộc họ phải làm việc với các nhà lập pháp đảng đối lập như Đảng Dân chủ mới NDP thiên tả. Những người này có các ưu tiên chi tiêu riêng. Thị trường tiền tệ trong những tuần gần đây được định giá bởi việc Ngân hàng Trung ương thắt chặt thêm 14 điểm cơ bản trong năm tới, với kỳ vọng sẽ tăng lãi suất sớm từ tháng 7 năm sau. Bank of Canada đã từ chối bình luận. Chi tiêu tăng thêm có thể làm tăng thêm áp lực lạm phát bằng việc giảm thiểu sự trì trệ của nền kinh tế. Vào tháng 8, tỷ lệ lạm phát hàng năm của Canada đã tăng lên mức cao nhất trong 18 năm ở mức 4,1%, cao hơn nhiều so với mục tiêu trong phạm vi 1% đến 3% của Bank of Canada. Ngân hàng trung ương đã cắt giảm chương trình mua trái phiếu của mình nhưng đang chờ đợi sự trì trệ kinh tế giảm bớt trước khi xem xét nâng lãi suất từ mức thấp kỷ lục 0,25%. Trong báo cáo mới nhất của ngân hàng dự báo, sự trở lại hết công suất sẽ được xảy ra vào nửa cuối năm 2022. Thủ tướng Trudeau đã nhiều lần né tránh các câu hỏi về các tác động lạm phát trong kế hoạch chi tiêu của mình, nói rằng trọng tâm của ông là giúp đỡ các gia đình Canada và người đang vật lộn với đại dịch. Đầu chiến dịch tranh cử, ông ấy nói với các phóng viên, bạn sẽ tha thứ cho tôi nếu tôi không nghĩ về chính sách tiền tệ. Nhưng bằng chứng cho thấy, những rào cản của chuỗi cung ứng và tình trạng thiếu lao động đang làm gia tăng lạm phát. Có thể chỉ ra rằng, những yếu tố kích thích thêm không phải là những gì nền kinh tế cần lúc này. Ông Doug Porter, nhà kinh tế trưởng tại BMO Capital Markets, cho biết nền kinh tế đang bị hạn chế bởi các vấn đề từ phía nguồn cung thay vì quá ít cầu. Với việc tăng thêm chi tiêu tài chính, rủi ro đối với lạm phát nghiêng về phía cao. Nền kinh tế Canada dự kiến sẽ phục hồi sau khi bất ngờ suy thoái trong quý thứ hai và việc đã làm tăng lên trong khoảng 1% so với mức trước đại dịch. Ông Pedro Antunes, nhà kinh tế trưởng tại Conference Board của Canada cho biết, nền kinh tế đã trở lại, việc làm đã trở lại, có rất nhiều khoản tiết kiệm và hiện có rất nhiều lợi nhuận trong nền kinh tế với các chương trình hỗ trợ này. Các thủ hiến kêu gọi thủ tướng Trudeau gặp họ càng sớm càng tốt về khoản tài trợ chăm sóc sức khỏe. Các thủ hiến của Canada đang thúc giục thủ tướng Justin Trudeau gặp họ sớm nhất có thể để thảo luận về nguồn tài trợ dài hạn dự đoán được dành cho chăm sóc sức khỏe. Những người đứng đầu từ tất cả các vùng và lãnh thổ nằm trong một nhóm được gọi là Council of the Federation, hội đồng của liên bang, và họ đã tổ chức một cuộc họp sau bầu cử qua điện thoại vào thứ Năm để thảo luận về nhu cầu cần thêm tiền. Thủ hiến British Columbia, ông John Horgan, chủ trì nhóm, cho biết chính phủ liên bang đã giảm đóng góp cho chăm sóc sức khỏe cộng đồng quá lâu và nay phải cần tăng phần trăm đóng góp chi phí y tế lên 35% thông qua Canada Health Transfers. Canada Health Transfers là chương trình chuyển khoản hỗ trợ của chính phủ Canada nhằm hỗ trợ hệ thống y tế của các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada. Chương trình này hiện cung cấp 22% kinh phí y tế dựa trên quy mô dân số. Ông Horgan cho biết các thủ hiến muốn gặp Thủ tướng Trudeau trước khi có bài phát biểu nhậm chức hoặc chắc chắn là vào cuối năm nay. Ông cho biết chăm sóc sức khỏe cộng đồng được tài trợ là ưu tiên hàng đầu của các thủ hiến như một phần cơ bản của xã hội Canada. Chúng tôi đã nói về các kế hoạch vào ngày hôm nay. Ông nói về quyết tâm của các thủ hiến để có thêm tiền cho việc chăm sóc sức khỏe, điều mà họ đã thảo luận trước cuộc bầu cử. Chúng tôi đã nhận được cam kết từ Thủ tướng là sẽ ngồi xuống và có một cuộc họp riêng tập trung vào Canada Health Transfers. Cuộc bầu cử đã can thiệp vào, cuộc bầu cử đã diễn ra. Mọi thứ vẫn ít nhiều như cũ, nên kỳ vọng của chúng tôi là chính phủ liên bang của Thủ tướng Trudeau sẽ triệu tập một cuộc họp bộ trưởng đầu tiên vào một thời điểm sớm. Canada tạm dừng các đơn hàng vaccine do nguồn cung vượt xa nhu cầu Canada đang tạm dừng nhận thêm nguồn cung vaccine COVID-19 vì hiện tại các tỉnh đã có nhiều liều hơn mức mà họ có thể sử dụng. Canada đã nhận được 95 triệu liều phát sinh từ Pfizer-BioNTech và Moderna vào trước cuối tháng 9, nhưng đã nhận ít hơn khoảng 20 triệu liều theo kế hoạch tính đến thứ tư. Canada đã có sẵn một kho dự trữ 18,7 triệu liều và không cần nhận thêm phát sinh nữa để tiêm chủng đầy đủ cho những người đủ điều kiện trên 12 tuổi. Còn số đó bao gồm 8,5 triệu liều được vận chuyển đến các tỉnh mà vẫn chưa được sử dụng và có 10,2 triệu liều trong kho dự trữ của liên bang và các tỉnh bang có thể sử dụng các liều này một khi cần tới. Tất cả các tỉnh đã ngưng yêu cầu thêm các liều mới vào cuối tháng 8 và Canada đã yêu cầu các nhà cung cấp không gửi thêm bất kỳ lô hàng nào trong thời điểm hiện tại. Các quan chức Canada hiện đang đàm phán với các nhà cung cấp và các quốc gia khác cần vaccine để lên kế hoạch tặng những liều Pfizer-BioNTech dư của Canada. Canada đã hứa tặng 40 triệu liều phát sinh từ AstraZeneca Johnson Johnson thông qua chương trình COVAX mà nước Canada đã mua nhưng không sử dụng. Cho đến nay, Canada chỉ vận chuyển 82.000 liều vắc xin Oxford AstraZeneca trực tiếp tới Trinidad và Tobago. Việc tặng vắc trở nên phức tạp hơn so với những gì mà chúng ta tưởng tượng vào lúc ban đầu. Vì các trách nhiệm về pháp lý và vấn đề ngày hết hạn của các liều vắc xin. Hầu hết các quốc gia đều không nhận các liều vaccine nếu ngày hết hạn dưới 8 tuần. Điều này để bảo đảm vaccine có thể được sử dụng kịp thời. Các hợp đồng vaccine với Pfizer và Moderna cũng không nêu cụ thể cách thức quyên góp các liều vaccine mà Canada đạt và không cần sử dụng tới. Trong khi các hợp đồng mà Canada đã ký với AstraZeneca và Johnson Johnson thì có. Văn phòng Thủ tướng lưu ý rằng cho đến nay, Canada đã đóng góp hơn 2,5 tỷ đô la để góp giải quyết cuộc khủng hoảng trên toàn cầu, bao gồm cả việc chia sẻ liều lượng phát sinh với phần còn lại của thế giới. Thủ tướng Justin Trudeau đã hứa trong diễn đàn bầu cử của đảng tự do rằng Canada sẽ tài trợ ít nhất là 200 triệu liều phát sinh thông qua COVAX vào cuối năm tới. Quebec thắt chặt quy định đeo khẩu trang tại một số nơi cư trú của người cao niên tư nhân. Quebec đang thắt chặt các biện pháp trong nhà riêng của người cao niên gọi tắt là RPA ở các khu vực nơi có nhiều các ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, bao gồm cả Montreal. Người dân sẽ bắt buộc phải đeo khẩu trang khi di chuyển trong cơ sở, khi sử dụng thang máy và khi họ ở trong không gian chung bắt đầu từ thứ hai tới. Ngoài Montreal, lệnh bắt buộc đeo khẩu trang sẽ được áp dụng cho các nơi cư trú cho người cao niên tư nhân ở các khu vực Morrissey, Centre du Quebec, Eastern Townships, Outaway, Laval, Lanodier, Laurentian và Montérégie. Quy định cũng sẽ được thực hiện tại các quận, thành phố, khu vực Apalaches, Robert Creechays và Etchemins trong vùng Sartier Appalachians. Bộ Y tế cho biết đang có 67 người nhiễm COVID-19 tại nơi cư trú của những người cao niên vào thứ Sáu, tăng 6 trường hợp so với ngày hôm trước. Trong khi đó, số ca tử vong liên quan tới đợt bùng phát COVID-19 tại dinh thự Benoit Quinn của người cao niên ở Montreal đã tăng lên 3 người. cư dân của First Nation ở Ontario bị tiêm vaccine Pfizer đã hết hạn cho gần một tháng. Indigenous Services Canada ISC, đã báo cáo rằng các cư dân của Sojourn's First Nation ở Ontario đã bị tiêm các liều vaccine Pfizer COVID-19 hết hạn sử dụng trong gần một tháng trước khi sai lầm này được phát hiện. Theo ISC, có 71 người đã bị tiêm các liều vaccine hết hạn. Các liều thuốc hết hạn được sử dụng cho người dân trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 8 năm 2021 đến ngày 9 tháng 9 năm 2021. ISC đã được thông báo về lỗi vào ngày 15 tháng 9 và ngay lập tức tiến hành đánh giá nội bộ về nguyên nhân gây ra tình trạng này. Kể từ đó, những người đã nhận các liều thuốc hết hạn đã được liên hệ hoặc cố gắng liên lạc. Một số nhóm đã được liên hệ đã được hướng dẫn bao gồm Grey Bruce Public Health Unit và Pfizer. Các liều hết hạn không gây ra bất kỳ rủi ro sức khỏe nào cho những người đã được tiêm, nhưng theo ISC, họ đã được thông báo rằng bất kỳ ai đã bị tiêm liều vaccine hết hạn sẽ cần phải được tiêm lại. Sau khi xem xét tình hình, Sochin First Nation, SFN, đã đưa ra bản cập nhật về việc lỗi có thể xảy ra như thế nào. Trong một văn bản được gửi tới các cư dân SFN, điều phối viên COVID-19, bà Tara Campbell đã đưa ra các kết luận sau. Một lô hàng vaccine từ y tế công cộng đã được nhận vào ngày 13 tháng 7 năm 2021. Ngày hết hạn trên các lọ cho biết là tháng 10 năm 2021. Ngày hết hạn chỉ có hiệu lực nếu các lọ vẫn được đông lạnh. Khi vaccine được rã đông và bảo quản ở trạng thái mát nhưng không đông lạnh, vaccine chỉ tốt trong 31 ngày. SFN nói rằng ISC đã lưu trữ lô hàng này ở trạng thái rã đông, có nghĩa là lô hàng này sẽ hết hạn vào ngày 9 tháng 8, chứ không phải tháng 10. Ngày hết hạn đã được điều chỉnh trên hộp nhưng không phải trên lọ vì việc thay thế ngày ở trên lọ không nằm trong hệ thống các quy tắc của ISC. Những người quản lý các liều vaccine đã kiểm tra ngày trên lọ nhưng không kiểm tra ngày trên hộp. SFN, bao gồm cả nhân viên phản ứng với COVID-19, không có trách nhiệm về việc xử lý vaccine. Các quan chức cho biết, điều quan trọng cần lưu ý là tiêm vaccine hết hạn không gây hại. Tuy nhiên, những người được tiêm có thể không được bảo vệ hoàn toàn khỏi virus. Được hỏi về vấn đề này trong một cuộc họp giao ban hôm thứ Sáu, tiến sĩ Theresa Tam, giám đốc y tế công cộng của Canada, cho biết bà không biết về tình hình cụ thể, nhưng chương trình vaccine đang được chuyển giao rất phức tạp và cần có các trạm kiểm soát. Bà đang kêu gọi kiểm tra sự việc để cố gắng ngăn chặn những tình huống tương tự trong tương lai. Khi nói đến tình trạng tiêm chủng, những người đã được tiêm các mũi đã hết hạn không được coi là đã tiêm phòng đầy đủ. South Jeans First Nation có dân số chỉ dưới 2.000 người và thuộc khu vực bán đảo Bruce. Các phòng ICU quá tải của Alberta làm việc gần hết công suất, hỗ trợ quân sự đang được triển khai. Lực lượng quân đội Canadian Armed Forces đã xác nhận rằng họ sẽ gửi các nguồn lực để trợ giúp các đơn vị chăm sóc đặc biệt quá tải của Alberta đang đối mặt với số lượng bệnh nhân chưa từng có trong đợt dịch thứ tư của COVID-19. Các máy bay và phi hành đoàn đang được tập hợp để chuyển bệnh nhân ICU đến các bệnh viện ở các vùng khác của đất nước. Đội ngũ dự kiến sẽ được triển khai đến Alberta sớm nhất vào thứ Sáu. Chi tiết về sự điều phối vận chuyển y tế bằng máy bay hiện đang được phát triển. Tối đa 8 y tá được đào tạo cho ICU cũng sẽ đến tỉnh vào cuối tuần. Tỉnh đã liên hệ với Bộ trưởng An toàn Công cộng, ông Bill Blair vào đầu tuần này để kêu gọi sự giúp đỡ từ chính phủ liên bang. Ông Blair trả lời hôm thứ Năm nói rằng Canadian Red Cross, hội chữ thập đỏ Canada, cũng có thể được kích hoạt để hỗ trợ thêm. Tiến sĩ Verna Yu, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Dịch vụ Y tế Alberta cho biết, các bệnh viện ở Alberta đang chứng kiến nhu cầu bệnh nhân chưa từng có. Quy mô của cuộc khủng hoảng có thể tăng lên trong vòng một ngày khi dự kiến sẽ đạt đến ngưỡng tối đa 350 bệnh nhân nhập viện ICU và phải kích hoạt các quyết định phân loại bệnh nhân. Bà Diêu cũng nói rằng không có gì là tiêu chuẩn về tình huống. Bắt buộc tiêm chủng xét nghiệm cho một số nhân viên chính phủ Manitoba bắt đầu từ ngày 18 tháng 10. Các quy tắc y tế công cộng mới yêu cầu một số nhân viên chính phủ Manitoba làm việc với công chúng phải được tiêm chủng đầy đủ chống lại COVID-19 hoặc là trải qua các xét nghiệm thường xuyên sẽ có hiệu lực chỉ trong hơn 3 tuần Lệnh y tế công cộng có hiệu lực vào ngày 18 tháng 10 và áp dụng với bất kỳ nhân viên phục vụ công chúng nào có tiếp xúc trực tiếp và liên tục với các nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Tỉnh cho biết trong một báo cáo báo chí hôm thứ Sáu. Đối với các nhân viên không được chủng ngừa đầy đủ phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 48 giờ qua để có thể đi làm. Tỉnh sẽ sử dụng các xét nghiệm kháng nguyên nhanh để đáp ứng yêu cầu đó. Giám đốc y tế công cộng của tỉnh là tiến sĩ Brand Rusin cho biết trong một cuộc họp giao ban trực tiếp với các phóng viên. Vào tháng trước, tỉnh đã lần đầu tiên thông báo rằng một số nhân viên sẽ phải tiêm chủng hoặc là xét nghiệm thường xuyên. Các quy tắc mới áp dụng cho những người lao động sau đây: thứ nhất là nhân viên y tế; thứ hai là nhân sự của trường; kế tới là nhân sự của cơ sở giữ trẻ được cấp phép. Kế tới là nhân viên phục vụ cộng đồng thường xuyên tiếp xúc trực tiếp hoặc là liên tục lâu dài với các nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Và sau cùng là nhân viên chăm sóc tại nhà. Nhân viên ở những cơ sở trên không được tiêm chủng trước ngày 18 tháng 10 sẽ phải bắt đầu được kiểm tra thường xuyên về Covid-19 và cung cấp bằng chứng về kết quả xét nghiệm âm tính. Nếu người lao động có kết quả dương tính, họ sẽ phải cách ly trong 10 ngày và xét nghiệm âm tính với bệnh bằng test nhanh và cung cấp kết quả đó cho nơi làm việc trước khi được phép trở lại. Một khi nhân viên chưa được tiêm chủng được tiêm phòng và có thể cung cấp bằng chứng về việc tiêm chủng thì họ sẽ không cần phải trải qua xét nghiệm thường xuyên nữa. Xét nghiệm nhanh sẽ có tại nơi làm việc cho những nhân viên chưa được tiêm chủng. Các địa điểm xét nghiệm COVID-19 thông thường vẫn sẽ có dành cho những nhân viên nào có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 bằng xét nghiệm nhanh, có các triệu chứng của bệnh hoặc được y tế công cộng hướng dẫn đến xét nghiệm tại đó. Lệnh này không áp dụng cho các tổ chức tư nhân và phi lợi nhuận, nó cũng sẽ không ảnh hưởng tới các tổ chức có thể chọn ban hành các yêu cầu về tiêm chủng hoặc xét nghiệm của riêng họ, thông cáo cho biết. Các doanh nghiệp chọn thực hiện quyết định đó sẽ có thể nhận các xét nghiệm nhanh thông qua Winnipeg Chamber of Commerce, phòng thương mại Winnipeg. Cập nhật tình hình COVID ở Canada Tính tới tối ngày 24 tháng 9, Canada báo cáo có thêm 4.573 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 1.598.800 ca. Có 4.499 ca được báo cáo phục hồi trong ngày, hiện có 44.665 ca còn bệnh và có thêm 39 ca tử vong. Tổng số ca tử vong là 27.620 cho đến nay. Đã có hơn 55,6 triệu mũi phát sinh đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó có gần 29 triệu người hay là hơn 76% dân số đã được tiêm ít nhất là một liều và 70% dân số đã tiêm hai liều. 87,3% người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 80,3% đã tiêm hai liều. Chính phủ tỉnh PC đã công bố có thêm 743 ca mắc COVID-19 và 7 ca tử vong liên quan tới coronavirus hôm thứ Sáu, khi tỉnh này đánh dấu một cột mốc tiêm chủng mới. 4 trên 5 người dân British Columbia đủ điều kiện, cũng tức là trên 3,7 triệu người dân British Columbia từ 12 tuổi trở lên đã nhận được cả hai liều vaccine COVID-19 theo Bộ Y tế. Dân số không được tiêm chủng vẫn tiếp tục chiếm phần lớn các ca nhiễm COVID-19 mới và nhập viện, mặc dù chiếm chưa tới 22% dân số toàn tỉnh bao gồm cả trẻ nhỏ. Alberta báo cáo 1.651 ca bệnh mới và 11 ca tử vong. Saskatchewan có 528 ca bệnh mới và 5 ca tử vong. Manitoba báo cáo 60 ca bệnh mới. Ontario báo cáo 727 ca bệnh mới và 11 ca tử vong, Quebec có 701 ca bệnh mới và 2 ca tử vong. New Brunswick báo cáo 78 ca bệnh mới và 3 ca tử vong. Tỉnh kích hoạt lại tình trạng khẩn cấp khi tỉnh này tiếp tục chiến đấu với làn sóng COVID-19 thứ tư đang gia tăng. Nova Scotia có 34 ca bệnh mới. Newfoundland và Labrador có 45 ca bệnh mới. New Brunswick có 78 ca bệnh mới và 3 ca tử vong. Prince Edward Island 6 ca bệnh mới. Tỉnh bang New Brunswick kích hoạt lại tình trạng khẩn cấp khi tỉnh báo cáo các ca COVID-19 kỷ lục. New Brunswick sẽ trở lại tình trạng khẩn cấp khi tỉnh này tiếp tục chiến đấu với làn sóng COVID-19 thứ tư đang gia tăng và các quan chức thông báo hôm thứ Sáu. Thủ hiến New Brunswick Brian Hicks thông báo các hạn chế sau đây sẽ được áp dụng và có hiệu lực từ 11 giờ 59 phút tối thứ Sáu, tất cả các biện pháp y tế công cộng được công bố trước đây vẫn được duy trì và các biện pháp bổ sung sau đây sẽ được thực hiện theo thứ tự bắt buộc. Mọi người phải giới hạn liên hệ của họ trong hộ gia đình của họ cộng với 20 liên hệ nhất quán. Các cuộc họp riêng tư trong nhà sẽ được giới hạn ở 20 liên hệ nhất quán. Sẽ không có giới hạn nào đối với các cuộc tụ tập ngoài trời miễn là duy trì khoảng cách các doanh nghiệp và sự kiện nơi mọi người tụ tập hoặc là tập thể dục bao gồm cả viện bảo tàng rạp chiếu phim rạp hát phòng chơi lô tô sòng bạc trung tâm giải trí đấu trường phòng trò chơi sảnh hồ bơi địa điểm giải trí trực tiếp đám cưới đám tang phòng tập thể dục phòng tập yoga và các địa điểm tương tự phải bảo đảm tất cả nhân viên được tiêm chủng đầy đủ hoặc là liên tục được đeo khẩu trang và xét nghiệm thường xuyên những người bảo trợ và những người tham gia vào các sự kiện như vậy vẫn phải được tiêm chủng đầy đủ và cần phải giữ khoảng cách ở tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoặc là sự kiện không yêu cầu bằng chứng tiêm chủng chẳng hạn như cửa hàng tạp hóa và bán lẻ doanh nghiệp tư nhân và thư viện các địa điểm tín ngưỡng có tùy chọn để bảo đảm tất cả những người tham gia xuất trình bằng chứng về việc tiêm chủng đầy đủ hoặc là thực hiện các biện pháp như sau Thứ nhất là hoạt động công suất 50%, thứ hai là duy trì sự khoảng cách về thể chất, thứ ba, bảo đảm sử dụng khẩu trang liên tục, thứ tư, ghi lại tên của tất cả những người tham dự hoặc đã chỉ định chỗ ngồi. Thứ năm, loại bỏ ca hát khỏi các dịch vụ. Và biện pháp thứ sáu là ngăn không cho bất kỳ ai vào nếu biểu hiện các triệu chứng COVID-19 và những người đã được hướng dẫn tự cách ly. Hiện nay, tỉnh New Brunswick ghi nhận có 574 ca mắc đang còn bệnh. Cựu nghị sĩ đảng tự do, ông Marwan Tabara nhận tội, bị 3 năm quản chế. Cựu nghị sĩ đảng tự do Marwan Tabara đã nhận tội với hai tội tấn công và một tội ở trong một nhà ở một cách bất hợp pháp trong một phòng xử án trực tuyến hôm thứ Năm, luật sư Ian Boomer của Crown nói với Global News. Bản án được đưa ra là sự tha tội có điều kiện với việc phải chịu quản chế trong 3 năm với nhiều điều khoản bổ sung khác nhau ngoài các điều khoản luật định lệnh cấm vũ khí 5 năm theo mục 110 của Bộ Luật Hình sự và lệnh đưa vào cơ sở dữ liệu DNA, Boomer nói. Ông Boomer không muốn cung cấp thêm bình luận về vụ việc. nghệ sĩ vùng Kitchener South Hesperler bị bắt ở Guelph gần đó vào ngày 9 tháng 4 năm 2020, nhưng công chúng không được biết về các cáo buộc cho đến khi Global News đưa tin lần đầu tiên vào ngày 5 tháng 6. Sau khi các cáo buộc được tiết lộ, ông Tapara rời khỏi đảng tự do ông Tapara đã chọn không tái tranh cử trong năm nay. Cháy rừng diện rộng tại BC gây thiệt hại lên đến 77 triệu đô la theo cục bảo hiểm. Một trận cháy rừng bắt đầu ngày 2 tháng 8 ở British Columbia và lan rộng đến hơn 833 km vuông, hiện được ước tính đã gây thiệt hại bảo hiểm lên đến 77 triệu đô la. Ước tính, chi phí từ cục bảo hiểm Canada, Insurance Bureau of Canada cho biết Đám cháy White Rock Lake đã phá hủy 78 bất động sản ở Central Okanagan. Văn phòng cục cho biết, đám cháy là một trong những vụ cháy có sức tàn phá lớn nhất ở tỉnh trong năm nay và họ đang ước chừng có hơn 800 yêu cầu bồi thường liên quan đến thảm họa này. Ông Aaron Sutherland, phó chủ tịch khu vực phía Tây của Canada tại văn phòng cục, cho biết tần suất ngày càng tăng và mức độ nghiêm trọng của các vụ cháy rừng đang khiến cả các công ty bảo hiểm và người nộp thuế phải trả giá đắt hơn. Con số thiệt hại có thể so sánh với trận cháy rừng đã hủy hoại phần lớn thành phố Lytton, BC vào tháng 6, gây ra thiệt hại về tài sản được bảo hiểm ở mức khoảng 78 triệu đô la. Người đàn ông Toronto bị bắt với sách hướng dẫn chế tạo bom và tác phẩm văn học về Al-Qaeda trên điện thoại 6 tháng sau khi kết thúc án tù vì tội khủng bố của Kevin Omar Mohammed, nhóm an ninh quốc gia Toronto O-Inset của RCMP quyết định kiểm tra anh ta. Những gì họ nhìn thấy là đáng báo động. Anh ta không chỉ vi phạm lệnh quản chế bằng cách sử dụng điện thoại thông minh, anh ta còn tải xuống tài liệu về Aquida, sách hướng dẫn về bom và chất độc, cũng như các biện minh cho việc giết hại phụ nữ và trẻ em. Theo cáo buộc được đệ trình lên tòa án, anh ta cũng đã gặp gỡ Daniel Korsnud, một cựu tù nhân khác có tiền sử bạo lực và có điện thoại chứa hơn 200 video của Taliban, ISIS và Al-Qaeda, cũng như hướng dẫn chế tạo bom. Cả hai đều bị bắt giữ vì tiêm ẩn mối đe dọa an ninh quốc gia. Ít được tiết lộ vào thời điểm trước đây, nhưng chi tiết về cuộc điều tra của cảnh sát đối với ông Mohammed và Khoshnud gần đây đã được Tòa án Ontario công bố theo yêu cầu của Global News hai báo cáo của Ontario Integrated National Security Enforcement Team, gọi tắt là OINSET, tạm dịch là đội thực thi an ninh quốc gia tổng hợp Ontario, cung cấp cái nhìn đầu tiên về lý do tại sao những người bị cáo buộc lại bị bắt với lý do họ có thể phạm tội khủng bố. Báo cáo của OINSET cáo buộc rằng điện thoại của Mohammed chứa một lượng lớn thông tin có thể được sử dụng để thực hiện một cuộc tấn công khủng bố, bao gồm nhiều hướng dẫn chế tạo bom và tài liệu tư tưởng cực đoan. Tương tự như vậy với điện thoại của ông Koshnut. O. Inset cũng viết rằng ông Koshnut dường như có cùng tư tưởng với Taliban. Ông sử dụng các thuật ngữ chúng tôi khi viết về nhóm phiến quân Taliban trên YouTube. Các tài liệu cho thấy cảnh sát đã dành nguồn lực đáng kể cho cuộc điều tra, nhưng cuối cùng không đưa ra bất kỳ cáo buộc nào. Thay vào đó, kết quả cho thấy cả ông Mohammed 28 tuổi và ông Khosnut 30 tuổi là phải tuân theo lệnh ràng buộc hòa bình chống khủng bố mà tiếng Anh tại đây gọi là Terrorism Peace Bond. Họ được thả tự do nhưng được lệnh phải tuân theo một số danh sách các điều kiện bao gồm lệnh cấm lái xe và đeo vòng điện tử ở mắt cá chân. Cuộc diễu hành của ông già Noel ở Wealth bị hủy năm thứ hai liên tiếp. Downtown Wealth Business Association cho biết cuộc diễu hành ông già Noel hàng năm của họ bị hủy bỏ năm thứ hai liên tiếp do đại dịch Covid-19. Nhà tổ chức cuộc diễu hành Sam Jewell cho biết có nhiều yếu tố góp phần vào quyết định này. Cô nói trong một tuyên bố, không giống như các sự kiện ngoài trời khác diễn ra trong không gian dễ khoanh vùng có nhiều điểm vào cho cuộc diễu hành khiến không thể quản lý giãn cách xã hội và sức chứa của đám đông các nhóm cộng đồng mà chúng tôi dựa vào để tạo ra những chiếc phao không tụ họp theo một cách và chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là tới ngày diễu hành truyền thống của chúng tôi là tới lúc xem xét một giải pháp thay thế sự thay thế đó là những gì mà họ đã làm vào năm ngoái với việc ông già Noel di chuyển đến sự kiện Sparkle in the Park tại công viên Riverside. Trong những năm trước, người dân đi bộ qua công viên để xem các mang trình diễn ánh sáng khác nhau. Nhưng do đại dịch, họ đã chuyển sang kiểu lái xe drive through vào hồi tháng 12 năm ngoái với hình ảnh ông già Noel ngồi bên trong một quả địa cầu tuyết khổng lồ. Mọi người được nhìn thấy ông già Noel khi ông ấy ngồi và vẫy tay từ sự an toàn của quả cầu tuyết bao quanh bởi những ánh sáng tuyệt đẹp và chúng tôi biết ơn những người tổ chức Sparkle vì đã mời ông ấy. Ngày cho Sparkle in the Park sẽ được công bố vào cuối năm. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và tin thế giới của kênh Culture Channel. Tiếp theo sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Hàng ngàn người trên thế giới phối hợp tham gia biểu tình chống biến cố khí hậu. Bộ trưởng Thương mại Pháp từ chối gặp người đồng cấp của Úc. Đồng Bitcoin và Ethereum trượt dốc khi Trung Quốc tăng cường đàn áp tiền điện tử. Costco, Nike và FedEx cảnh báo sẽ có nhiều lạm phát hơn ảnh hưởng đến người tiêu dùng khi các ngày lễ đến gần. Cập nhật tình hình và những tin tức liên quan đến COVID-19 Bồ Đào Nha, Quốc gia dẫn đầu thế giới về việc triển khai tiêm chủng đang loại bỏ nhiều hạn chế Covid-19 còn lại. Quốc gia này đã tiêm phòng đầy đủ cho gần 85% dân số theo Our World in Data. Chính phủ nước này cho biết, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 sẽ loại bỏ các giới hạn về số lượng người có thể có mặt trong các quán cà phê, nhà hàng, trong đám cưới và lễ rửa tội, trung tâm mua sắm, buổi hòa nhạc và rạp chiếu phim. Các quán bar và vũ trường sẽ mở cửa trở lại mặc dù chỉ dành cho những người được tiêm chủng và những người có xét nghiệm coronavirus âm tính thủ tướng của nước này antonio costa cho biết một số hạn chế cần được duy trì việc đeo khẩu trang vẫn sẽ là bắt buộc trên các phương tiện giao thông công cộng và trong bệnh viện nhà chăm sóc và trung tâm mua sắm những người đến từ nước ngoài bằng đường hàng không hoặc đường biển vẫn sẽ phải xuất trình giấy chứng nhận vaccine hoặc xét nghiệm virus âm tính ở Na Uy, các hạn chế cũng đang được dỡ bỏ. Chính phủ quốc gia này cho biết, đất nước sẽ mở cửa trở lại vào thứ Bảy, chấm dứt các biện pháp đã hạn chế tương tác xã hội và làm cản trở nhiều doanh nghiệp. Thủ tướng Erna Solberg phát biểu trong một cuộc họp báo, "Đã 561 ngày kể từ khi các biện pháp cứng rắn nhất ở Na Uy trong thời bình đã được đưa ra. Bây giờ đã đến lúc chúng ta trở lại cuộc sống bình thường hàng ngày." Các địa điểm văn hóa và thể thao sẽ được phép hoạt động hết công suất các nhà hàng có thể được ngồi kính bàn và các câu lạc bộ đêm được mở cửa trở lại. Thủ tướng Solberg đã thực hiện ba giai đoạn đầu tiên của kế hoạch bốn bước nhằm xóa bỏ các hạn chế xã hội và kinh tế được áp đặt từ tháng 3 năm ngoái, nhưng bước cuối cùng đã bị hoãn nhiều lần do lo ngại về tỷ lệ lây nhiễm. Theo Viện Y tế Công Cộng, khoảng 76% người dân Na Uy hiện đã tiêm được ít nhất một liều vaccine COVID-19, trong khi 67% dân số được tiêm chủng đầy đủ. Bộ trưởng Y tế Ben Hoey nhấn mạnh Na Uy sẽ có sự chuẩn bị tăng cường và các hạn chế địa phương sẽ được áp dụng nếu có bùng phát. Tính đến sáng sớm thứ Sáu, theo công cụ theo dõi của Đại học John Hopkins, hơn 230,6 triệu trường hợp nhiễm COVID-19 đã được báo cáo trên toàn thế giới. Số người chết trên toàn cầu được báo cáo là hơn 4,7 triệu người. Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Hàn Quốc đã báo cáo mức tăng coronavirus hàng ngày cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch sau kỳ nghỉ lễ lớn nhất trong năm của đất nước. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, hơn 1.750 trong số 2.434 trường hợp mới được báo cáo hôm thứ Sáu đến từ khu vực thủ đô, nơi các quan chức đã nêu quan ngại về việc suy giảm cảnh giác của người dân, mặc dù các quy tắc giãn cách xã hội mạnh nhất ngoại trừ khóa cửa kể từ tháng 7. Tại châu Mỹ, Ban cố vấn CDC của Hoa Kỳ đã khuyến nghị tiêm nhắc lại vaccine Pfizer và BioNTech cho người Mỹ từ 65 tuổi trở lên và một số người lớn có các bệnh lý tiềm ẩn khi họ có nguy cơ mắc bệnh nặng. Tại châu Âu, số ca tử vong do coronavirus ở Nga vào thứ Sáu đã lập kỷ lục là 828 trường hợp, trong bối cảnh số ca nhiễm gia tăng đều đặn. Nga đã báo cáo khoảng 7,3 triệu trường hợp được xác nhận và hơn 202.000 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, các báo cáo của cơ quan thống kê Rostar của chính phủ nước này về việc kiểm đếm các trường hợp tử vong do coronavirus gây ra cho thấy con số tử vong cao hơn nhiều. Tại Trung Đông, Bộ Y tế Yemen cho biết nước này đã nhận lô vaccine COVID-19 thứ ba thông qua chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu Covax. Tại Châu Phi, theo quỹ đầu tư trực tiếp của Nga nơi tiếp thị vaccine Sputnik Light liều đơn chống lại COVID-19 ra nước ngoài, cho biết hôm thứ Sáu, Ai Cập đã cho phép sử dụng loại vaccine này. Nước này đã phê duyệt vaccine Sputnik V2 liều của Nga vào tháng 2. Hàng nghìn người trên toàn thế giới phối hợp tham gia biểu tình chống biến đổi khí hậu. Hàng trăm nghìn người ở 99 quốc gia đã phối hợp tham gia biểu tình về biến đổi khí hậu toàn cầu để yêu cầu hành động khẩn cấp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng sinh thái. Cuộc đình công vào thứ Sáu là hành động toàn cầu về khí hậu đầu tiên kể từ khi đại dịch coronavirus tấn công diễn ra vài tuần trước hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 ở Glasgow, Vương quốc Anh. Nhà hoạt động người Thụy Điển, người có cuộc đình công đơn lẻ vào năm 2018, đã truyền cảm hứng cho phong trào toàn cầu thứ sáu vì tương lai, nói họ cần phải tiếp tục gây áp lực lên các nhà lãnh đạo chính trị của Đức trong ngày bầu cử vừa qua. Cô nói, đúng, chúng ta phải bỏ phiếu, bạn phải bỏ phiếu, nhưng hãy nhớ rằng chỉ bỏ phiếu thôi sẽ không đủ, chúng ta phải tiếp tục đi vào các đường phố. Các nhà tổ chức sự kiện toàn cầu cho biết đã có cuộc biểu tình tại hơn 1.800 thị trấn và thành phố trên khắp thế giới với sự kiện lớn ở châu Âu, châu Phi, Bắc và Nam Mỹ. Ở Mexico, những người biểu tình đã tập trung trước Cung điện Quốc gia ở Mexico City để yêu cầu công ty dầu khí nhà nước Pemex trình bày kế hoạch khử carbon, trong khi ở Bangladesh, các nhà hoạt động yêu cầu loại bỏ các nhà máy điện than và khí đốt mới đã được lên kế hoạch. Tại Nam Phi, các cuộc biểu tình đã diễn ra tại 12 thành phố trong khuôn khổ cuộc đình công kéo dài 3 ngày để yêu cầu chính phủ giám sát một quá trình chuyển đổi chính đáng từ nhiên liệu hóa thạch. Tại London, những người biểu tình đã tụ tập bên ngoài quốc hội để nghe các diễn giả kêu gọi chính phủ Vương quốc Anh làm nhiều hơn nữa để đạt được các mục tiêu về khí hậu. Các cuộc biểu tình lớn cũng được mong đợi ở Canada, Brazil và Argentina. Đầu năm nay, Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu cho biết lượng khí thải carbon của thế giới phải giảm một nửa vào năm 2030 để giữ cho nhiệt độ toàn cầu ở mức dưới 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, mức giới hạn mà các quốc gia đã nhất trí phấn đấu vào hội nghị năm 2015 tại Paris. Nhưng Liên Hợp Quốc đã báo cáo vào ngày 17 tháng 9 rằng các cam kết hiện tại từ các quốc gia sẽ dẫn đến mức tăng 16% trong thập kỷ tới. Đã có một số động thái tích cực trong những ngày gần đây với việc Trung Quốc cho biết họ sẽ chấm dứt tài trợ cho các nhà máy nhiệt điện than gây ô nhiễm cao ở nước ngoài, mặc dù không phải ở trong nước. Bên cạnh đó, Mỹ tăng gấp đôi tài trợ khí hậu cho các quốc gia dễ bị tổn thương. Khoản tài trợ này giúp các nước giàu tiến tới phân phối 100 tỷ đô la Mỹ một năm như đã hứa cách đây một thập kỷ, được coi là rất quan trọng cho sự thành công của COP26. Bộ trưởng Thương mại Pháp từ chối gặp người đồng cấp của Úc Bộ trưởng Thương mại Pháp Frank Reister đã từ chối đề nghị gặp người đồng cấp của Úc, ông Dan Thien. Điều này cho thấy căng thẳng sẽ không nhanh chóng lắng xuống sau khi quyết định gần đây của Canberra về việc hủy bỏ hợp đồng tàu ngầm trị giá 40 tỷ Mỹ Kim với Pháp. Ông Dan Thien đã nói với đài phát thanh Australian Broadcasting Corporation vào hôm thứ Hai rằng Ông rất muốn sẽ gặp được ông Richter trong chuyến đến Paris vào tháng 10 cho một cuộc họp của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế. Nhưng một quan chức phân phòng của ông Richter cho biết hôm thứ sáu rằng bộ trưởng đã từ chối lời đề nghị này. Vào tuần trước, Úc đã hủy bỏ đơn đặt hàng một hạm đội tàu ngầm thông thường với Pháp và cho biết thay vào đó họ sẽ đóng ít nhất là 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân với công nghệ của Mỹ và Anh theo quan hệ đối tác an ninh mới của auk us viết tắt cho australia uk và usa paris đã triệu hồi các đại sứ của mình tại úc và mỹ sau thông báo mặc dù pháp kể từ đó cho biết họ sẽ cử đại sứ trở lại mỹ sau khi tổng thống pháp và mỹ chuyển sang hàng gắn mối quan hệ trong một cuộc điện thoại thế nhưng nước pháp vẫn rất tức giận với canberra Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết hôm thứ tư, ông đã cố gắng sắp xếp một cuộc trò chuyện với tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhưng không thành công. Đồng Bitcoin và Ethereum trượt dốc khi Trung Quốc tăng cường đàn áp tiền điện tử giá thị trường của Bitcoin và Ethereum đã sụt giảm vào ngày thứ Sáu khi các nhà giao dịch đang bối rối với những cuộc đàm phán gây gắt về việc rời khỏi Trung Quốc. Giá của Bitcoin đã giảm gần 6% xuống còn 42.124,73 Mỹ Kim và giá của Ethereum, đồng tiền kỹ thuật số lớn thứ hai, đã giảm 8% xuống còn 2.894,36 Mỹ Kim. Điều này đã xảy ra khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết trong một cuộc hỏi đáp rằng tất cả các hoạt động liên quan tới tiền điện tử đều là bất hợp pháp. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết các dịch vụ cung cấp giao dịch khớp lệnh hoặc phát sinh cho tiền ảo đều bị nghiêm cấm. Kể cả các sàn giao dịch ở nước ngoài cũng là bất hợp pháp. Bắc Kinh đã giảm mạnh hoạt động đối với tiền điện tử trong năm nay. Chính phủ Trung Quốc đã chuyển sang loại bỏ hoạt động khai thác tiền kỹ thuật số một hoạt động sử dụng nhiều năng lượng để xác định các giao dịch và sản xuất tiền xu mới điều đó dẫn đến sức mạnh xử lý của bitcoin sụt giảm nghiêm trọng khi các thợ đào đưa thiết bị của họ vào chế độ ngoại tuyến ngân hàng nhân dân trung quốc đã cấm các ngân hàng và tổ chức thanh toán phi ngân hàng như n group chi nhánh của alibaba cung cấp các dịch vụ liên quan tới tiền ảo vào tháng 7, các nhà chức trách đã yêu cầu một công ty phần mềm của trụ sở tại Bắc Kinh đóng cửa vì liên quan tới giao dịch tiền điện tử. Thị trường toàn cầu gần đây đã khuấy động bởi sự lo ngại về khả năng sụp đổ đối với nhà phát triển bất động sản của Trung Quốc đang tham gia Evergrande. Costco, Nike và FedEx cảnh báo sẽ có nhiều lạm phát hơn, ảnh hưởng đến người tiêu dùng khi các ngày lễ đến gần tắc nghẽn vận chuyển dẫn đến chi phí vận chuyển hàng hóa tăng cao đang khiến các nhà bán lẻ Hoa Kỳ phải đau đầu trong kỳ nghỉ lễ. Costco tuần này đã tham gia vào danh sách dài các nhà bán lẻ, giống lên hồi chuông cảnh báo về việc giá vận chuyển leo thang và các vấn đề về chuỗi cung ứng đi kèm. Nhà bán lẻ đã có những lời cảnh báo tương tự vào tháng 5 cùng với Nike, FedEx và General Mills. Chi phí vận chuyển container ra nước ngoài đã tăng vọt trong những tháng gần đây. Việc vận chuyển một container 40 feet từ Thượng Hải đến New York vào một năm rưỡi trước, ngay trước đại dịch COVID-19, tốn khoảng 2.000 đô la. Bây giờ, chi phí này vào khoảng 16.000 đô la, theo Bank of America. Trong một cuộc họp với các nhà phân tích, giám đốc tài chính của Costco, Richard Gallaty, đã gọi chi phí vận chuyển hàng hóa là một loại lạm phát vĩnh viễn và cho biết những khoản tăng đó đang kết hợp với những khoản có phần cố định để gia tăng áp lực không chỉ bao gồm vận chuyển hàng hóa mà còn là chi phí nhân công cao hơn, nhu cầu vận chuyển và sản phẩm tăng cao, cộng với sự thiếu hụt chip máy tính, dầu và hóa chất và giá hàng hóa cao hơn. Định lượng tình hình, ông cho biết, lạm phát có khả năng dao động trong khoảng từ 3,5% đến 4,5% đối với Costco. Ông lưu ý rằng các sản phẩm giấy đã chứng kiến chi phí tăng từ 4% đến 8%. Ngoài ra, Ông trích dẫn sự thiếu hụt của các sản phẩm nhựa và vật nuôi đang khiến giá tăng từ 5% đến 11%. Áp lực lạm phát gia dẫn xảy ra vào thời điểm các nhà bán lẻ đang chuẩn bị cho mùa lễ hội mua sắm, Halloween, lễ tạ ơn và Giáng sinh, sau đó bước sang năm mới. Đại dịch đã kéo theo một loạt các yếu tố không ngừng, khiến lạm phát trở thành một từ kinh tế thông dụng sau một thời kỳ cố gắng bình ổn giá. Các công ty buộc phải đối phó với tình hình trước một giai đoạn quan trọng. Keith Chalonik, giám đốc điều hành mảng bán lẻ toàn cầu của công ty tư vấn Berkeley Research Group cho biết, gần đến ngày lễ hơn, chúng tôi đã làm việc với các nhà bán lẻ và những gì chúng tôi thấy là trước hết, họ phải linh hoạt với các chuỗi cung ứng của mình. Chúng tôi đã thấy chi phí hàng hóa tăng, đặc biệt là đối với hàng may mặc, cũng như chi phí vận chuyển trong nước cùng với chi phí của container tăng cùng chi phí vận tải đường bộ đến các trung tâm phân phối. Tất cả những chi phí này sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động nhiều công ty đã chỉ ra rằng ít nhất là người tiêu dùng sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn. Hàng nghìn tỷ USD kích thích của chính phủ trong thời kỳ đại dịch đã giúp gia tăng tài sản cá nhân, với giá trị tài sản ròng của hộ gia đình tăng 4,3% trong quý II. Không ai biết người tiêu dùng sẽ sẵn sàng trả giá cao hơn trong bao lâu. Jelinek cho biết, ông dự đoán tình hình hiện tại sẽ kéo dài ít nhất là qua mùa lễ và đầu năm mới. Ông nói điều mà hầu hết các nhà bán lẻ đang làm là xem xét báo cáo lời và lỗ của họ và họ đang tìm cách cải thiện hiệu suất và tối ưu hóa hiệu quả. Điều đó có nghĩa là thực sự tập trung vào chuỗi cung ứng của họ, cũng có nghĩa là tăng giá. FedEx tuần này đã thông báo rằng họ sẽ tăng phí vận chuyển 5,9% đối với các dịch vụ nội địa và 7,9% đối với các dịch vụ khác. Công ty cho biết Họ đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu lao động và chi phí liên quan đến môi trường hoạt động đầy thách thức. Giám đốc điều hành UPS Carol Tom cho biết hôm thứ Năm trên chương trình Closing Bell của CNBC, công ty của bà cũng đã bị ảnh hưởng bởi các vấn đề về chuỗi cung ứng. Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang trong tuần này thừa nhận rằng lạm phát vào năm 2021 sẽ cao hơn so với dự đoán của họ. Tuy nhiên, họ vẫn thấy giá sẽ ổn định ở mức bình thường hơn, chỉ trên 2% trong những năm tới. Nhưng Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester cho biết trong một bài phát biểu hôm thứ Sáu rằng bà nhận thấy rủi ro tăng đối với dự báo lạm phát của ngân hàng trung ương. Các quan chức Fed cho biết họ đã sẵn sàng bắt đầu rút lại các biện pháp kích thích tiền tệ mà họ đã cung cấp trong thời kỳ đại dịch, nhưng có lẽ sẽ không sớm tăng lãi suất. Tuy nhiên, Ba master nói rằng nếu giá cả và những dự đoán tăng cao hơn, chính sách của Fed cần được điều chỉnh để kiểm soát lạm phát. Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên hợp quốc yêu cầu Brazil tiếp nhận người Haiti ở biên giới Hoa Kỳ, Mexico. Tổ chức di cư quốc tế IOM đã chính thức yêu cầu Brazil tiếp nhận một số người di cư hay đi tị nạn thành khu trại tập trung dọc theo biên giới Hoa Kỳ Mexico với hy vọng được nhập cư vào Hoa Kỳ trong những ngày vừa qua. Đơn thỉnh cầu từ IOM, một cơ quan của Liên hợp quốc, được đưa ra trong bối cảnh tổng thống Mỹ Joe Biden đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn để giải quyết một tình huống khó xử khác về di cư. Trong suốt 20 năm, vấn đề thông hành giữa biên giới Hoa Kỳ Mexico đã lên đến đỉnh điểm, nhất là trong những ngày tháng gần đây, gây ra những nhức nhối về mặt chính trị cũng như những trở ngại về việc hậu cần cho cả Hoa Kỳ và Mexico. IOM yêu cầu Brazil tiếp nhận những người hay đi có con mang quốc tịch Brazil, hoặc những người đã đi qua Brazil trước khi vào Mexico trong hành trình về phía bắc. Theo hai nguồn tin của Reuters cho biết, yêu cầu đầu tiên có nhiều khả năng được chấp thuận trong khi điều thứ hai sẽ cần phải được phân tích thêm không đề cập đến yêu cầu của iom bộ ngoại giao brazil trong một tuyên bố cho biết chủ đề đã được thảo luận trong các cuộc trò chuyện giữa các nhà chức trách từ các quốc gia khác nhau và đang được phân tích theo luật hiện hành iom thông qua văn phòng mexico cho biết họ có một chương trình hồi hương tự nguyện hỗ trợ những người di cư thuộc nhiều quốc tịch khác nhau và việc thực hiện chương trình này cần có sự thỏa thuận giữa các quốc gia liên quan Chi tiết về chương trình vẫn chưa được tiết lộ. Sau trận động đất năm 2010 ở Haiti, nhiều người Haiti đã di cư đến Brazil, nơi họ tìm được việc làm và lập gia đình. Theo dữ liệu của chính phủ Brazil, hơn 105.000 người đã đến Brazil từ năm 2011 đến 2018. Haiti là quốc gia nghèo nhất ở Tây bán cầu, những tháng gần đây, đất nước này đã rơi vào tình thế bất ổn bởi hàng loạt các sự kiện như vụ ám sát tổng thống, bạo lực giữa các băng đảng và hậu quả của thiên tai khiến cho hàng ngàn người dân phải rời bỏ đất nước của mình. Triều Tiên sẽ đàm phán trở lại nếu Hàn Quốc chịu loại bỏ tiêu chuẩn kép. Lời kêu gọi chính thức chống dứt chiến tranh Triều Tiên của Hàn Quốc là quá sớm, nhưng cánh cửa đối thoại vẫn mở rộng nếu nước này loại bỏ các tiêu chuẩn kép và chính sách thù địch theo một quan chức cao cấp của Triều Tiên cho biết trong các bình luận được truyền thông nhà nước đăng tải hôm thứ Sáu. Trước đó, vào hôm thứ Ba, Tổng thống Hoàng Quốc ông Moon Jae-in đã lặp lại lời kêu gọi chính thức chấm dứt chiến tranh trong một bài phát biểu trước Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ. Theo quan chức cao cấp của Triều Tiên, bà Kim Yo Jong, và cũng là em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cho biết đề xuất của ông Moon Jae-in là thú vị và đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, các điều kiện lại không phù hợp với các tiêu chuẩn kép dai dẳng cùng với thành kiến và thù địch của Hàn Quốc đối với quốc gia này. Trước tình hình đang diễn ra, không có ý nghĩa gì khi tuyên bố kết thúc chiến tranh với tất cả những thứ mà nó có thể trở thành mong móng của một cuộc chiến giữa các bên vốn đã mâu thuẫn trong hơn nửa thế kỷ. Và cho đến nay, chúng vẫn còn nguyên vẹn. Theo hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên dẫn lời của bà Kim Yo-chan, theo đó bà kim cho rằng hàn quốc nên thay đổi thái độ lập trường thù địch của mình và đồng thời thúc đẩy các điều kiện cho một cuộc thảo luận có ý nghĩa và cách thức chấm dứt xung đột và cải thiện quan hệ chỉ khi đạt được điều kiện tiên quyết như vậy thì cả hai nước mới có thể trực tiếp tuyên bố chấm dứt chiến tranh và đồng thời thảo luận về vấn đề hai miền nam bắc và tương lai của bán đảo triều tiên bà kim khẳng định ở thời điểm hiện tại hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh bởi cuộc xung đột năm 1950 tới năm 1953 kết thúc bằng một hiệp định đình chiến thay vì một hiệp ước hòa bình. Việt Nam phản đối việc máy bay của Trung Quốc hạ cánh trái phép trên quần đảo Trường Sa Việt Nam phản đối gây gắt việc Trung Quốc triển khai máy bay vận tải quân sự Y-20 đến đá vành khăn đá su bi và đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Theo bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết tại cuộc họp báo ngày 23 tháng 9. Theo đó, bà Hằng nhấn mạnh Việt Nam luôn theo dõi sát sao diễn biến trên Biển Đông và Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử, cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với pháp luật quốc tế. Do đó, việc máy bay Trung Quốc đổ bộ trái phép vào quần đảo Trường Sa đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và luật pháp quốc tế, đi ngược lại thỏa thuận Việt Trung về các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển, gia tăng quân sự hóa và đi ngược lại tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC và nỗ lực của các bên liên quan trong đàm phán về bộ quy tắc ứng xử COC ở vùng biển này. Theo đó, bà Hằng nói, Việt Nam đề nghị Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chấm dứt ngay lập tức và không lặp lại các hành vi vi phạm tương tự, tôn trọng luật pháp quốc tế và nhận thức chung của lãnh đạo các nước về các vấn đề trên biển. Đồng thời Việt Nam kêu gọi sự đóng góp thiết thực, tích cực và có trách nhiệm của Trung Quốc đối với sự phát triển của quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước, qua đó duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở biển Đông. Tờ báo Hoàng Cầu của Trung Quốc hôm 21 tháng 9 có bài viết cho hay nước này đã cho máy bay Y-20 hạ cánh xuống đường bay của các đảo nhân tạo trên quần đảo Trường Sa hôm 16 tháng 9 để vận chuyển binh lính của họ trở về Trung Quốc. Đây không phải là lần đầu tiên máy bay Y-20 hạ cánh trái phép xuống quần đảo Trường Sa, các hình ảnh vệ tinh do Maxar Technologies công bố cho thấy Trung Quốc đã đưa máy bay đến đảo nhân tạo xây dựng trái phép của họ trên đá Chữ Thập vào ngày 25 tháng 12 năm 2020. Đá Vành Khăn, đá Subi và đá Chữ Thập nằm trong số 7 bãi đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép từ năm 1988. Trung Quốc đã xây dựng các đảo nhân tạo với đường băng có khả năng tiếp nhận máy bay quân sự trên các bãi đá ngầm này. Việt Nam sản xuất thành công vaccine Sputnik V Việt Nam đã sản xuất thành công lô vaccine Sputnik V đầu tiên theo công ty dược phẩm Việt Nam VA Biotech thông báo hôm thứ Sáu. Trước đó, lô vaccine Sputnik V, mã số SV030721M, sản xuất tại VA Biotech, đã được Viện Nghiên cứu Quốc gia về Dịch tễ học và vi sinh vật Gamaleya của Liên bang Nga phân tích, thẩm định và đánh giá đáp ứng yêu cầu của tài liệu quy chuẩn. Vaccine này sẽ được sử dụng trong chương trình tiêm chủng mới mở rộng quốc gia để đối phó với làn sóng thứ tư của dịch bệnh COVID-19, cũng như trong bối cảnh nguồn cung vaccine hiện đang bị hạn chế. Theo Chủ tịch VA Biotech, Đỗ Tuấn Đạt cho biết, Chúng tôi rất vui mừng thông báo đã sản xuất thành công lô vaccine Sputnik V đầu tiên tại Việt Nam. Lô hàng này đã được phía Nga phân tích và đánh giá đạt yêu cầu. Việc sản xuất Sputnik V trong nước sẽ giúp nhiều người tiếp cận hơn với các nguồn tiêm chủng đủ tiêu chuẩn, ông Đạt cũng chia sẻ thêm. Sputnik V là loại vaccine với khả năng tăng cường không đồng nhất, có nghĩa là nó sử dụng hai loại vector khác nhau trong quá trình tiêm hai mũi mà theo nhà phát triển tuyên bố là cung cấp khả năng miễn dịch lâu hơn so với những loại khác sử dụng cùng cơ chế phân phối. Tại Việt Nam, vaccine Sputnik V đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng khẩn cấp có điều kiện vào ngày 23 tháng 3, chỉ sau vaccine AstraZeneca. Đến ngày 21 tháng 7, VA Biotech đã chính thức công bố việc sản xuất thử nghiệm vaccine Sputnik V tại Việt Nam. Việt Nam hoãn lại kế hoạch mở cửa hòn đảo nghỉ dưỡng do tỷ lệ tiêm chủng thấp. Việt Nam đã lùi kế hoạch mở cửa trở lại hòn đảo nghỉ dưỡng Phú Quốc cho khách du lịch nước ngoài đến tháng 11, sau khi khu vực này không đạt được chỉ tiêu tiêm chủng cho người dân do không đủ nguồn cung vaccine. Các nhà chức trách ban đầu đã có kế hoạch đón khách du lịch nước ngoài, đã được tiêm phòng đầy đủ quay trở lại Phú Quốc vào tháng 10 để vượt dậy ngành du lịch, cũng như thúc đẩy nền kinh tế của cả nước. Phú Quốc hôm thứ Hai đã phát hiện nhiều ca COVID-19 mới trong cộng đồng sau nhiều tháng không có trường hợp nào tại địa phương. Mặc dù chính quyền tỉnh cho biết tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát và sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch mở cửa trở lại. Với tình hình trên, các nhà chức trách cho biết Phú Quốc sẽ mở cửa trở lại theo từng giai đoạn trong vòng 6 tháng, bắt đầu từ ngày 20 tháng 11 với tối đa 3 chuyến bay thư bao được đáp xuống hòn đảo này trong một tuần. Theo kế hoạch, hòn đảo này dự kiến sẽ đón từ 3.000 đến 5.000 du khách trong thời gian thử nghiệm với các cuộc xét nghiệm Covid-19 bắt buộc do chính quyền tiến hành. Hiện vẫn chưa có thông tin gì về việc liệu du khách có phải trải qua thời gian cách ly 7 ngày theo yêu cầu của Bộ Y tế Việt Nam hay không. Lượng khách nước ngoài đến Việt Nam đã giảm từ 18 triệu liều vào năm 2019, khi doanh thu từ du lịch là 31 tỷ USD, tương đương gần 12% tổng sản phẩm quốc nội, xuống còn 3,8 triệu người vào năm ngoái. Cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam Tính từ 17 giờ ngày 23 tháng 9 đến 17 giờ ngày 24 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 đã ghi nhận có 8.537 ca nhiễm mới, trong đó 7 ca nhập cảnh và 8.530 ca ghi nhận ở trong nước, và trong đó có 4.068 ca trong cộng đồng. Các ca COVID-19 mới chủ yếu được ghi nhận tại Sài Gòn có 3.786 ca, Bình Dương 2.978 ca, Đồng Nai 803 ca, Kiên Giang 203 ca, Long An 194 ca và Tiền Giang 112 ca. Kể từ đầu dịch tới nay, Việt Nam có 736.972 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 12.371 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 505.859 ca. Số ca bệnh nhân nặng hiện đang được điều trị là 4.837 ca trong ngày hôm nay cũng đã ghi nhận có 203 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính tới hết ngày 24 tháng 9 là 18.220 ca. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 23 tháng 9 có 593.903 liều phát sinh COVID-19 đã được tiêm. Như vậy, tổng số liều phát COVID-19 đã được tiêm là 36.793.910 liều, trong đó tiêm một mũi là hơn 29,5 triệu liều, và tiêm mũi 2 là hơn 7,2 triệu liều. Cập nhật nhanh về đồng đô la Canada và tỷ giá hối đoái. Vào cuối ngày giao dịch hôm nay, một Canada bằng 0,7861 Mỹ Kim và bằng 0,6695 Euro theo Bank of Canada. Một Canada bằng 17.830,69 đồng Việt Nam theo XC.com vào tối hôm thứ Sáu. Giá dầu thô WTI 71 đồng 97 Mỹ kim một thùng và giá dầu Brent là 75 đồng 39 Mỹ kim một thùng. Giá vàng giao ngay ở mức 1.754.86 Mỹ kim một ounce. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin ngày 25 tháng 9 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để đón xem những video tiếp theo. Culture Channel có các video tin tức được cập nhật hàng ngày và cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời quý vị đón theo dõi. Khảo Trời xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại xin để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng Ontario.ca gạch chéo book vaccine hoặc gọi số điện thoại 1 999 6488 Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.